Cà Mau xa lắm, ở cuối cung bản đồ là gì? Xa không tới, về để nói với nhau mấy lời. Suối mái chèo sông mông đông, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau. Xuồng ghe ngày đêm không ngớt, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Hàng ngày á chị đi làm từ mấy giờ đến mấy giờ? À nếu có tôm á thì chị làm từ 3-4 giờ sáng tới 4-5 giờ chiều. Ôi trời, mỗi ngày mà làm theo sản phẩm hay sao? Làm theo sản phẩm em, tức là mình làm như mình hưởng nhiều. Nó có từng size và từng ký, ví dụ như 50 con ký thì giá 4.500 ký. Mình lọc nhiêu tiền thì mình công nhiêu kiếm, mình tính nhiêu tiền. Đâu biết chị đi kiếm như thế nào. Và thì 30 năm về trước, em nghĩ đi, bây giờ thì còn có mạng, có này có kia, có số điện thoại liên lạc. Còn 30 năm về trước em nghĩ đi, làm sao mà có những cái điện thoại hay là hình ảnh, những cái gì để mà tìm lại được. Thì cũng chỉ hỏi thăm, thậm chí bên nội chị không hề biết một người nào, thì đâu có đi tìm đi kiếm phải chi á. À, dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Cà Mau. Và trong kia là ngôi nhà của chị Hương, người mà phải hỏi mượn tiền đi tìm cha của mình. Hôm nay thì cũng là những ngày cận Tết rồi. Thì Bùi Hồ đến đây cùng với lại Đạt Đồng Tháp sẽ thay mặt cho chú Kinh Vinh Trần ở Mỹ đó, hỗ trợ cho gia đình một cái phần quà trị giá 1.000.000 đồng, gồm có một cái giỏ quà như thế này và 700.000 tiền lì xì nha cô bác quý anh chị. Nhiêu? 108 hả? Loại 320 đâu? Lấy con xem với. 320 có cục vàng hả? Cục vàng đó là sô cô la hay sao mà? Bự ha. Không phải đâu. Ông nói gồm có gì á bà? Rồi lấy giùm con ơi. Bớt không? Không bớt ha. Ủa sao không bớt bà? Nói thiệt bán đâu, có dán giá không? Nói thiệt bán là phải có niêm yết giá chứ. Ôi, không có rồi. Đâu dạ. Đâu à? Nè. Đâu? Đó, coi đi. Ăn Tết lớn không bà? Trời ơi, chị đẹp con ơi. Dạ? Ăn Tết hôm nay không biết sao đây. Ờ, à, không biết sao hả? Bán này là được nhiêu? Lợi một cái này mình ăn phẩm. Dạ? Ăn phẩm. Ăn phẩm là sao? Như mình bán nhiều nữa, người ta đưa phẩm mình. À mình bán giùm người ta gói đúng không? Ờ ta gói. Mình thì chỉ bán nhiều nữa, ta cho mình tiện nhiều chứ không có bán, mình không bán mình gói. Mình không có gói. Không. Mà, một sản phẩm gì bà ăn được nhiêu? Ai biết? Ai biết hả? Bởi vì nó hồi năm ngoái thì cho được 600 ngàn. Năm nay bán đến mùng mấy? Tới mùng 2. Còn dư thì nó đem về. Dạ, yeah. Hợp tác, cộng tác làm ăn nha. Đúng rồi, chứ không có, mình không có. Người ta mượn mặt bằng của mình, người ta gỡ bán. Bán cho mình bán, rồi người ta đưa cho mình tiền mình bán nhiêu á, người ta cho mình nhiều, năm ngoái được 600. Rồi còn dư nhiêu ta trả, người ta đem về. Dạ, ơi, lấy con một quà này, 320. Và đây là một cái phần quà của chú Kevin Trần ở Mỹ để hỗ trợ cho những cái hoàn cảnh khó khăn. Thì hôm nay Bùi Hồ có dịp quay trở về lại chị Hương ngay tại huyện Đầm Dơi của thành phố Cà Mau đó. Hoàn cảnh của chị là mượn tiền để mà đi nhận người cha của mình. Nên hôm nay thì có dịp về đây cũng như là gần cận Tết rồi. Thì Bùi Hồ sẽ thay mặt cho chú Kevin sẽ gửi tặng một cái phần quà 300 ngàn, hơn 300 ngàn và một cái bao lì xì. Rồi, đây con bỏ vô. Rồi. Dạ, thôi nếu hả? Thiếu. Thiếu. Thiếu chịu. Được. Được không? Không, cũng được luôn. Méo tay. Không được. Chứ có hỏi mấy thằng đó nó gạt gì? Gạt sao? Cũng có xe taxi gì nữa ha. Ờ. Hai thằng trai cũng bảnh. Lại nó mua gì 100 ngàn tiền gạt điện thoại. Cái đi đã, rồi nó nói cái gạt người ta cào rồi. Ừ. Cái đó gạt gì? Rồi nó gạt gì, gì phải đưa cho nó 100 ngàn. Đúng ra người ta không đưa, thì chạy đi đâu một khoảng chừng khoảng nửa tiếng rồi. Ờ. Nó vụ bà già. Ờ. Mà nó chạy ô tô hả? Nó chạy taxi. Ồ, khủng khiếp thiệt chứ. Rồi mình ở đó cãi đó, đưa trả cho nó 100 ngàn. Tự nhiên mất 100 ngàn. 100 ngàn.
để tức hoài, mình không mà nói được, để nói rồi cãi mất công, thôi kệ mẹ. Thôi kệ nó đi, cái người nào làm người đó chịu bà ơi ha. Nè, 100 nhiêu bà? 200 300 300 mấy đây? 20 rồi, cảm ơn. Rồi, không có gạt nha, không thanh niên này là không có gạt nha. Thanh niên này, có duyên không có gạt đâu. Rồi, chào bà, chúc bà ăn Tết vui vẻ. Để hiểu thêm về cuộc sống của chị hiện tại cùng với hai đứa con mình ở Cà Mau như thế nào, mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ. Người Cà Mau dễ thương vô cùng. Em chào chị. Dạ, ở đây là cái căn phòng trọ của mình ha. Căn nhà thuê. À, hôm nay á thì tụi em đến đây trước tiên á là tặng quà cho chị nè, chúc chị cùng gia đình năm mới vui vẻ, an khang, hạnh phúc. Đây là phần quà của chú Kevin Trần. À, để cho chị trưng Tết những ngày Tết. Cũng nhân ngày này thì đến đây thì tặng cho chị cùng với hai đứa con của mình một cái bao lì xì của một cái chú ở Mỹ á. Rồi, cảm ơn em nhiều lắm. Và cũng cảm ơn hết mấy cô chú và anh chị đã quan tâm tới chị. Dạ. À, bây giờ chị để xuống đi, để thôi, nó nặng. Cái phần quà nặng lắm. Cái căn nhà này là chị thuê bao nhiêu một một tháng chị cầm hơn? 800 em. 800 hả? 800 à. Dạ. Tiền thuê nhà là 800, tiền điện thì chị không có xài gì cho nên chị có 70.000 tháng. 30.000 tiền nước nữa là 900. 900. Với 180.000 tiền wifi. Chị ở đây bao lâu rồi chị? Chị ở đây gần được năm rồi em. Trước kia là chị thuê ở bên Quảng Lộ Phụng Hiệp á. Rồi chị mới về đây gần được năm, chắc cỡ 9 tháng. Đóng sao chị, đóng tiền sao? Chị đóng tiền hàng tháng. Tháng nào đóng tháng đó? Tháng nào đóng tháng đấy. Rồi con cái đi học là mỗi tháng nhiêu nữa? Nó đi học thì không có tính được em, tại vì tiền của thằng 12 là đóng hàng tháng, đóng một tháng 600-700 ngàn, đóng hoài vậy đó. Tại nó học đóng tiền phụ đạo đó. Rồi còn tiền học phí, nói chung là cái đó thì đóng theo học kỳ. Mỗi... tiền học thêm. Mỗi rồi, tháng vậy là tốn mấy 3-4 triệu luôn á. Thằng nhỏ thì lớp 8 thì nó cũng đóng tiền học phí, mà đỡ cái nó không có học thêm. Nó chỉ đóng học phí rồi tiền quỹ, tiền này tiền kia lặt vặt vậy đó. Rồi hàng ngày thì đi học thì chị cũng cho thêm tiền ngày thằng mười mấy 20 ngàn để mà ăn uống, ăn sáng đồ này kia đó. Mà lọc tôm sao đủ trang trải thì ta? Nói chung là ai thuê gì chị làm đấy, ví dụ như buổi tối thì ai thuê chị làm MC hoặc là chạy đám hay gì đó thì chị cũng làm thêm. Tết này có nhận được nhiều show không? Ngay cái mùa đám rồi chị cũng nói chung cũng được vài triệu tiền MC. Đây đến Tết có nhận được show nào chưa? Đến Tết chưa có nhận được show nào, hình như qua cái mùa đám hay sao á. Nhận show đó là đăng ký bên dàn nhạc hay sao chị? Thì bên dàn nhạc biết chị á, thì chủ nhà người ta yêu cầu có MC thì anh dàn nhạc sẽ điện liên hệ với chị. Vậy là chị là MC đám cưới? Đám cưới có, rồi nói chung mà ai thuê làm gì cũng làm chứ. Đám cưới thôi, no gì làm hết luôn, tiệc tùng gì làm luôn. Tiệc tùng gì làm luôn. Chào anh Hưng nha. Rồi vô trong đi. Con lấy chị về hả? Đây là cái căn phòng của gia đình mình. Ba mẹ con tối ngủ chị có dậy. Một cái không có tủ luôn hả chị? Không có tủ, không có bàn ghế cho nó học. Tới nó phải nằm, nó muốn học bài thì nó cũng phải nằm ở nằm xuống hả? Ôi trời ơi. Vậy là chưa có mua cái tủ quần áo luôn? Không có, chưa mua hay là không có tiền mua? Chưa đủ tiền mua. Đây là con trai nhỏ. Đây là thằng nhỏ. Chào con, dạ. Con tên gì? Con tên Đăng. Hả? Dạ con tên Đăng. Đăng. Trần Hải Đăng. Đăng. Đăng Đăng làm gì đó? Dạ gọt dưa leo. Gọt dưa leo hả? Đợi mấy chú hả? Dạ. Đợi mấy chú ăn. Hôm nay ăn cái góc bếp nhỏ của chị có đó. Gì anh Hân? Chào Hân, anh Hân. Anh Hân đang lột cua đó. Cua Cà Mau á nha. Cua Cà Mau là số 1 luôn. Cua Cà Mau là số 1 rồi. Mua chị mua ở trong vuông chẳng đem ra nó ngon hơn là cua đầm dơ, nó sẽ ngon hơn. Cua này là bao nhiêu một ký chị cầm hơn? Hân mua á, chị không biết. Nhiêu anh Hân? Ký 260.
hơn một ngày làm hồ của anh rồi. Ôi trời ơi, rồi hôm nay có tội rồi. Không có gì đâu anh, thì em có nghe câu là người Cà Mau dễ thương vô cùng không? Đó, rất là dễ thương. Không, em muốn nghe chị hát thử rồi. Đó. Nghe hát bài về Cà Mau. Rất là dễ thương, rất là hiếu khách luôn. Hôm nay là không, tụi em xuống đây cũng rất là ngại. Nhưng mà muốn biết cái cuộc sống thực tế của chị thì tụi em xuống. Ngại vì chị bỏ cái thời gian công ăn việc làm của mình ra mất hết một ngày rồi. Ngại vì chị phải tiếp khách như tụi em nữa. Những ngày cận Tết như thế này là những ngày làm hái ra tiền nữa nè. Rồi không biết sao luôn á. Không có gì đâu em. Thì nói là chị nói đó, thì người Cà Mau rất là hiếu khách. Bất cứ là bọn em hay là ai cũng vậy. Chị cần đến đặt chân tới Cà Mau, chị cần quen là người ta sẵn sàng bỏ ra tất cả để người ta tiếp những cái người khách quý đó. Tại vì khách là tất cả mà. Dạ. Hàng ngày á chị đi làm từ mấy giờ đến mấy giờ? À, nếu có tôm á thì chị làm từ 3-4 giờ sáng tới 4-5 giờ chiều. Ôi trời. Mỗi ngày mà làm theo sản phẩm thì sao? Làm theo sản phẩm em, tức là mình làm như mình hưởng nhiêu. Nó có từng size và từng ký, ví dụ như 50 con ký thì giá 4.500 ký. Mình lọc nhiêu tiền thì mình cân nhiêu ký mình tính nhiêu tiền. 3 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Đến 4-5 giờ chiều nếu là có tôm. Còn mà Tết này thì em thấy là ở đâu cũng vậy, nên chung là tình hình chung ở đâu cũng không có tôm hết. Ngoài cái việc đi làm như vậy thì chị phải còn làm MC nữa. Là khi mà chị nhận show thì sao? Nó đuối lắm không? Chị tranh thủ về sớm. Chị tranh thủ về sớm một chút rồi chị mới đi show thẳng ha. Thường thường thì tầm 10 giờ đêm là về. Một show như thế là bao nhiêu tiền chị? Một show tùy theo em, tùy theo đám. Ví dụ như là 200 có, 300 có, 400 có, 500 có. Tùy theo có khách bo rồi này kia nữa. Dạ. Mà ít nhất cũng 200. Ít nhất là 200. Đây tới Tết chưa nhận show nào. Chưa, đây tới Tết chưa có show nào hết đó. Chắc hôm bữa chắc chị lên clip của chú Tư đó, chắc đây tới show nhiều ạ. Hy vọng là vậy. Thật ra thì cũng rất muốn để cái số điện thoại lên để cho mọi người biết có thể gọi cho chị làm MC. Nhưng mà vì một số cái chuyện riêng tư nên thành nữ là các anh em không thể nào chia sẻ cái số điện thoại của chị Hường lên ở trên đoạn video clip này được. Tại vì chị Hường là một người mẹ đơn thân nữa. Xã hội thì nó có vô vàn người và vô vàn ý kiến. Và cũng mong cô bác quý anh chị khi mà xem được clip này cũng thông cảm cho hai anh em cũng như là chị ha. Thông cảm với chị. Tại vì chị còn thời gian tập trung để làm việc lại lo cho hai con mình ăn học nữa. Đây, hôm nay là chị đi họp phụ huynh. À, sáng chị đi họp phụ huynh. À cho sáng chị đi họp phụ huynh cho thằng lớn. Thằng 12 á. Nhà trường báo sao rồi? thì học lực trung bình. Dạ. Nói chung là điểm tổng kết thì cao nhưng mà có một cái nó bị khống cái môn ngữ văn á. Ngữ văn chỉ có 4,9 thôi. Không được 5,7 là dạ. Chị đó. À. Cho nên là không được loại khá, học nhưng... trung bình nhưng mà thầy báo là em ngoan, học cũng chịu khó, không có vắng buổi nào. Nhưng mà chị giỏi văn mà tại sao chị cũng không hiểu nữa đó, hỏi thằng này nó cũng dốt văn nữa nè. Hôm nay thì được chị Cẩm Hường á đãi với lại cua nè, rồi thậm chí là có cả tôm đằng sau nữa nè. Đây nè, tôm này là sáng chị mua sớm đó hả? Sáng chị mua sớm là tôm đất với tôm thẻ là nó còn sống luôn á. Hôm nay làm người khách bất đắc dĩ luôn rồi. Tôm này là tôm đất, ăn nó ngon hơn cái đúng con tôm rồi. Bự nữa nè. Đây, con tôm đất này ăn nó sẽ ngon hơn cái con tôm bự. Con tôm bự này, con tôm sú ăn sẽ không ngon. Nhưng mà con này là con thẻ vuông. Dạ. Thẻ vuông ăn nó thịt nó cũng rất là ngon. Cái này là hết nhiêu tiền nữa? À, cái này có 240 ạ. Ồ, 500 ngàn rồi đó Thạc ơi. Có đòi rồi. Thôi, chỗ em đừng có tính tiền. Tiền chị ngại lắm. Dạ. Sáng nay là mình đi họp, mình về rồi mình xin nghỉ luôn. Vậy thì người ta có phiền không chị? Không em, tại vì chị làm theo ăn nước sức riêng mà. Có làm thì có tiền, không làm thì không có tiền. Không làm là không có tiền. Thì vậy đó. Cho nên là không có cần phải xin phép hay là trừ điểm hay là gì hết. Tại vì mình làm giống như là dạng làm công nhật á em. Có làm là có tiền, cân ký có tiền, không làm ở nhà thôi. Phải nói là một người mẹ đơn thân tuyệt vời luôn. Lo cho hai bé đi học mà lại xoay sở tất cả các công việc luôn. Cái công việc MC chị làm lâu chưa? Chị cũng mới làm trong cái dịp Tết này thôi, cái mùa đám này rồi nè. Tại vì những năm trước nói chung là bên dàn nhạc cũng có đề xuất chị như vậy. Nhưng mà chị còn chồng, chồng chị không có ghen lắm cho nên chị không làm được. Rồi sau này tới một thời gian sau này chị không còn chồng nữa thì lúc đó chị mới làm được, tại vì làm MC là phải đi đêm. Chồng của chị làm cái công việc gì?
ảnh không có nghề nghiệp gì hết á. Nhưng mà mình chị giỏi ghê mà, ghen cái gì, lo làm ăn mà. Em muốn nghe chị nói một cái câu MC đám cưới thử được không? Rồi, xin hân hoan chào đón tất cả quý vị khách quý đã đến chung vui cùng gia đình chúng tôi tại tại chỗ nào đã. Rồi. Rồi, vậy chị giống như bây giờ chị lại xin nhờ chị luôn đi. Dạ. Rồi, xin hân hoan chào đón tất cả quý vị khách quý đã đến chung vui cùng với gia đình của chúng tôi tại hôm nay là buổi tiệc cưới đi. Dạ. Cửa cô dâu Cẩm Hường và một chú rể chấm 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 chấm. Cô dâu Cẩm Hường ha. Chú rể thì chấm chấm ha. Dạ, chị rất vui ha. Con trai lớn của chị mới về đâu rồi ta. Nó thấy nhà có khách nó chạy luôn á. Chắc cũng sợ lên hình hay sao á. Nó ngại lắm. Chị ha, chị ha. Thấy mẹ của mình lên hình như vậy thì con trai chị có nói với mẹ gì không? Có, nó nói mẹ thì nó nói chung là nó hiểu biết về cái mạng này nhiều hơn xã hội nhiều hơn chị ít có quan tâm lắm. Còn nó thì nó hiểu nhiều hơn. Cho nên là nó cũng có nói là có những cái tốt và cũng có những cái mặt xấu, cho nên mẹ phải cái gì thật một chút xíu thì nó đỡ hơn. Em có nghe chị nói rằng là con trai chị cũng có khuyên á, mẹ nên hạn chế cái việc mà lên mạng, tại vì xã hội nó rất là nhiều đầy gãy những cái lời ra tiếng vào. Đúng rồi. Có thể nâng mẹ lên được nhưng có thể đạp mẹ xuống tận cùng xã hội được. Thậm chí là khi nãy em có nghe chị nói là chị có đọc được một cái bình luận mà chị buồn. Đúng, chị buồn thiệt. Nói là giữa chị và em kết hợp diễn rất là giỏi. Nhưng thật sự là thì chị em mình hiểu rồi đó. Chị và em mình không hề quen biết nhau luôn. Yeah. Chỉ tình cờ là coi được cái clip đó và chị cũng liên hệ đó để tìm lại cha mình thôi, chứ thật sự hai chị em có biết gì nhau đâu. Thật ra nếu như mà để đạo diễn một cái tập phim á, mà để cho những người mà nông dân họ làm diễn viên á, thì Bùi Hồ phải học qua một cái trường của Hollywood kia kìa. chứ không phải là như thế này, là một người YouTube lan bạc cái cuộc sống gài đây mai đó đâu. Cũng mong rằng là cô bác quý anh chị sẽ hiểu thêm về cái cuộc sống của các anh em á, để cho cái cuộc hội ngộ nó đầy đủ nhất và nó ý nghĩa nhất, và thậm chí là nó thiêng liêng nhất á, thì các anh em cũng phải cố gắng lắng động gì đó một tí xíu. Và khi biên tập lại những cái đoạn phim về nhà quay lại đó, thì các anh em phải đầu tư một cái chút gì đó để gọi là tôn trọng người xem, tôn trọng ý kiến của khán giả. Nên cô bác quý anh chị, có nhiều cô bác quý anh chị nói là đôi khi thì chị Hương cũng bị sốc khi lần đầu tiên lên mạng. Ông Tư thì nếu như mà nghe nói được thì ông Tư vẫn buồn, và thật ra thì Bùi Hồ và Đạt Đồng Tháp cũng rất là buồn. Cái gì nó cũng thể hiện rất là chân thật. Và cái cuộc mà ngày hôm mà anh Sầm Hưng á lên với chị á, là Bùi Hồ phải thuyết phục nói với chị là thôi thì đã quay cái cuộc sống của chị Hương rồi, lên thăm cha của mình rồi, thì hôm nay anh Sầm Hưng có lên á, thì nói với anh Sầm Hưng á, cho tụi em ghi lại cái thước phim này để cho cô bác quý anh chị, những người mà chưa xem được thước phim, nói tại sao anh Sầm Hưng là con mà con trai mà tại sao không lên, thì nó cũng tội nghiệp cho anh Sầm Hưng nữa. Mà để trọn lòng cho tất cả khán giả, cô bác quý anh chị á, thì nó không thể nào nó tròn như một cái quả trứng gà trứng vịt, nó vẫn còn méo mà. Đúng rồi, vẫn thử méo. Là mong cô bác anh chị xem cũng thông cảm, bỏ qua cho các anh em thôi. Mặc dù là cái công việc của anh em làm YouTube là quay để kiếm tiền, nhưng mà kết nối được phần nào, hỗ trợ được phần nào thì hay phần đó. Cũng tôn trọng cái nhân vật của mình lắm. Những người ta đã rất là khổ rồi, mình bây giờ mình cho gặp nhau thôi mà càng đưa xuống thì lại càng khổ nữa. Thì rất mong chị với lại anh Sầm Hưng sẽ hiểu thêm về cái cuộc sống của tụi, của cái thông điệp của các tụi em đưa lên, và chị cứ an tâm về điều đó. Chị thì chị không ngại, tại vì chị sống rất là thật, chị không có ngại gì hết. Có một cái là thôi bây giờ chị nói thế này, nói chung là bây giờ hai em cũng viên mãn rồi, chị cũng tìm được cha, và chị hy vọng là nửa đời sau này chị sẽ lo cho cha chị với em của chị sẽ lo cho cha chị, chúng ta lo cho cha chị. Cho nên á là thôi từ nay về sau á, các em hãy tìm một hoàn cảnh khác. Đúng rồi. Mà quan tâm. Dạ. Cứ hãy để cho cái cuộc sống nó bình lặng lại, nó lắng dịu lại. Dạ.
Thì mọi người thì đúng ra hỏi em có xuống nói là quay chị nhưng chị không đồng ý. Nhưng mà tại vì thấy nhiều người bình luận nói là chị giả dối, chị này kia đó. Cho nên là thôi hôm nay chị để cho cộng đồng mạng biết thật sự cuộc sống của chị nó như vậy đó. Chị thật, chị không có dối lừa ai hết. Có một số người nói các ác ý, mình không hiểu như thế nào đó. Thật ra thì làm người nó khó thật luôn á. Có người thì nói là chỉ thẳng gì con nhỏ đó không tin nổi. Thậm chí là người ta nói là sau này gặp ông Tư rồi có hỗ trợ rồi kia thì chị mới đi kiếm. Thật ra chị thì trước đây chị vẫn đi kiếm nhưng mà đâu có biết rằng chị đi kiếm như thế nào. Đúng rồi, đâu biết chị đi kiếm như thế nào. Và thì 30 năm về trước em nghĩ đi, bây giờ thì còn có mạng, có này có kia, có số điện thoại liên lạc. Còn 30 năm về trước em nghĩ đi, làm sao mà có những cái điện thoại hay là hình ảnh, những cái gì để mà tìm lại được. Thì cũng chỉ hỏi thăm. Thậm chí bên nội chị không hề biết một người nào, thì đâu có đi tìm đi kiếm phải chi á. Mà bên nội mình biết được một ai đó thì mình đi tìm cha mình được. Còn này hoàn toàn là không hề biết bên nội là người nào, như thế nào, ông nội, bà nội, chú bác cô gì, nó không biết gì hết. Chỉ biết duy nhất là cha xuống dưới đó, là sống với mẹ, là chỉ biết duy nhất có cha thôi. Như vậy rồi cha tự đi biệt vô âm tính như vậy thì hỏi hai em chứ chị tìm như thế nào. Thì cũng chỉ thăm dò hỏi thăm quen có gặp hay là không, đi một thứ bằng bước chỗ nào đó có gặp đó gặp hay là không thôi, chứ làm sao mà tìm lại được. Thậm chí là người ta có một vài cá nhân á, cô chú anh chị nói rằng là khi có tiền á thì chị Hường mới gặp, mới tìm cha mình. Thật ra khi gặp Bùi Hồ và Đạt á thì ông Tư cũng chẳng có gì cả ngoài cái chiếc ghe cũ kia. Dạ, và thậm chí là người ta gửi tiền cho ông Tư, Bùi Hồ và Đạt cũng hạn chế nhận vì biết rằng ông Tư á rất là khó khăn. Nhưng mà ông Tư không có giấy tờ nè, không thể làm sổ tiết kiệm được nè. Ông Tư sống một mình nè, rồi ở dưới ghe rồi làm sao? Nên là nữ là chị Hường tìm ông Tư mà đến nỗi mà cô bác của anh chị có một vài thôi chứ không phải là nhiều. Cô bác của anh chị nói là khi ông Tư đã được giúp đỡ, mạnh thường quân giúp đỡ mà đi kiếm. Phải như nếu như mà ông Tư á, sống ở trong một cái căn biệt thự á, bây giờ tôi muốn tìm gặp con tôi tên Cẩm Hường hay là tên Sầm Hưng, chị đi kiếm liền thì cô bác của anh chị có thể nói được, đúng không chị ha? Tình phụ tử thì nó thiêng liêng lắm. Cái động lực của chị gác bỏ tất cả công việc ngày làm mấy trăm ngàn để nuôi con, thậm chí ngày đi chợ, mặc dù chị chưa biết chính xác thì chị coi cái clip và chị nghe là bốn cái tên nó trùng với nhau thôi, chứ thật ra là cũng không có chắc người đó là cha mình để mà tìm nữa. Nhưng mà bởi vì chị mới bước xuống cái riêng tư, cái bí mật riêng tư đó là tại vì chị hỏi, tại sao chị hỏi là bên vợ có nhớ tới tên người nào nữa hay không, và Cẩm Hường là con ruột hay là con riêng của vợ hay là gì đó. Những cái đó thì chỉ có người trong cuộc mới biết được, chứ như bọn em làm sao bọn em biết được. Dạ. Cho nên là khi ông cụ nói đúng những cái người em vợ và đúng chị là con riêng của cha chị thì lúc đó chị mới biết chính xác người đó là cha chị. Dạ. Đạt có muốn nói gì với chị không? Tiền em không hiểu là cái tiền của chị đóng á. Thì mình đóng hàng tháng, đầu tháng hay cuối tháng ta? Đầu tháng em. Đầu tháng tây. Đầu tháng âm lịch. Vậy Tết này mình có chuẩn bị gì cho gia đình mình chưa? Tết này chị đi ăn trực rồi, chứ về mẹ chị ăn trực rồi. Dạ. Nhà của bà gần đây không? Ở trong Đầm Dơi á em, là chỗ mỗi lần ba mẹ chị sống đó. Cách đây cũng xa. Cách đây 20 cây. 20 cây. 20 cây nhưng phải qua cái phà của sông Ngành Hào. Qua phà sông Ngành Hào mới bệt. Cách 20 cây. Cảm giác có liên lạc với ông Tư không chị? Điện lúc được lúc không em. Điện thì lúc được nhưng mà có lúc cũng thuê bao suốt luôn, không điện được. Mà có lúc cũng điện được, rồi hỏi thăm cha ăn uống hoặc là như thế nào thôi. Cũng có dặn cha nhiều lắm nhưng mà thấy dặn cha phải ăn uống nhiều vô nè, nhưng mà cha tính chắc tiết kiệm hay sao á. Lúc nào hỏi cha luôn, rồi hỏi cha ăn cái gì, cha ăn với thịt heo, không biết có thịt heo hay không nữa. Thịt heo mấy ngày luôn á, cái gói mình chị chắc mua. Chắc cái gói mà hay đưa lên hay sao á. Cái gói mới mua, nhầm khi cái gói cũ ông chưa dục nữa. Cái gói huyền thoại của ông Tư á. Cái gói huyền thoại của ông Tư. Hôm qua tụi em cũng ghé ông Tư á thì
Ông Tư cũng chia sẻ là ông đổi lịch về. Ông đổi lịch về. Chị chưa có hay, điện thì cha vẫn nói là cha về. Nhưng mà từ hồi hôm là, hồi hôm chị đi đám ma về là 9 giờ. Lúc đó chị vừa về tới là em điện đó. Dạ. À, chị mới vô, xong tắm rửa xong xuôi chị vô chị ngủ, chị mới mở cái clip của em lên chị coi. Chị mới chưng hửng luôn. Chị mới chưng hửng luôn đó. Là sáng giờ chị đưa lưu bu quá, chị chưa có điện cho cha nữa để hỏi tại sao cha lại đổi ý như vậy. Thôi chắc có lẽ là em mong ông Tư sẽ về. Có người, nhiều cô bác của anh chị nói là rằng là ông Tư về sẽ thuê hẳn một cái chiếc ô tô cho ông Tư đi về này luôn, rồi lo về luôn. À, có người bình luận là bảo hai em hãy lưu cho ông Tư về đi để dạ. Chị lên tốn kém nữa. Nhưng mà cậu đồng bạn chị cảm ơn những cái mạnh thường quân đó rất nhiều luôn á. Chính dạ. Người hơn người ý mà, đi ra trước đi chị. Đây ra đây, nè chị tính gọi đó. Khi rước ông về á, là chị sẽ làm một cái căn phòng ở ngoài trước này nữa. Ừ. Cho ông ở. Ừ. Làm chỗ này mình làm alo á, phòng alo. Phòng tạm alo. Phòng tạm alo gì đây nè để cho ông ở. Ở đây rộng quá luôn á, cái căn nhà này dài bao nhiêu chị? Căn nhà này chị không biết dài bao nhiêu nữa em. Bề ngang chắc cỡ 6 mét ha. Em thấy ở đây là phù hợp với cái cảnh vật của ông Tư luôn á. Đúng rồi đó, rất là yên tĩnh và rất là an ninh nữa. Ở đây nói chung là yên tĩnh và lại rất là an ninh nữa, em thấy không? Nếu mà làm được ở phía sau thì nó hay hơn ha. Nhưng mà phía sau nó hẹp. Phía sau nó hẹp. Nhưng mà em hỏi chị một cái vấn đề nè. Ông Tư thì ngày xưa giờ ông sống cô đơn từ đó, lang bạc từ đó. Cái cuộc sống nó xô đẩy cho ông Tư á, đôi khi ông Tư phải tìm đến cái vị men để ông Tư giải sầu. Đó, thì em vẫn biết rằng là mỗi hơn buổi chiều ông Tư cũng uống một tí rượu để ông Tư dạ. Quên đi cái buồn và thậm chí là để dễ ngủ hơn nữa. Tại vì đôi khi sống ở dưới sông nó đánh chập chờn khó ngủ lắm, mà tuổi già nữa. Thì cái đó đối với chị nó có ngại không? Không, bình thường đây em. À, nếu như về đây á thì hàng ngày chị cũng có thể là mua cho cháu uống. Mời cặp bên qua, rồi kích chết nè. Dạ. Qua rồi mình làm lay gai xong rồi ngủ vậy thôi. Dạ. Chuyện đó thì chị không có ngại. Dạ. Ừ. Ồ, cái căn nhà này nó cũng cũng cũ ha chị ha. À, lúc chị mới cái ở sao đó là lúc chị mới về mướn là nó sụp hết luôn á. Ừ. Rồi ông chủ nhà mới chán lại rồi mới mua cái miếng đó, chị mua 200.000 cái miếng đó chị lót đó. Ừ. Mình có hợp đồng mấy năm không chị Hương? À, không, chị không có hợp đồng mấy năm. Tại vì chị cũng có nói với ông chủ nhà là khi nào có lấy lại á, thì cho chị hay trước. Chị mới có thể hỏi mướn nhà chỗ khác được. À, trước đây thì chị sống bên gia đình bên chồng hả? À, trước đây thì chị sống bên chồng. Rồi sau ly hôn thì chị có thuê bên Quảng Lộ Phụng Hiệp bảnh thời gian. Rồi chị mới qua đây. À, qua đây cho hai đứa nhỏ đi học nó gần, với chị đi làm gần hơn. Thuê ở bển cũng xa quá à. Ở bển thì nó rẻ hơn, tại vì bà con á, cho nên là ta cho thuê rẻ hơn, mà nhưng mà đi học thì nó lại xa. Đi học qua đây tới cả 13 cây lận. Mấy đứa con của chị đi học bằng cái gì? À, thằng nhỏ thì đi xe đạp nè. Thằng nhỏ thì đó, xe đạp của thằng nhỏ đó. À. Thằng lớn thì nó đi xe máy. Chiếc 50? À, không, nó cho 10, nó 18 tuổi, nó có bằng lái rồi. À, mua lâu chưa chị? À, chị mua 1 năm mà chị góp mới hết, mua góp 12 tháng đúng không đó. Mua trả góp? Ừ, mua trả góp. Mỗi tháng góp nhiêu? À, góp 1.146.000. 1.1 triệu dưới này 800 nữa là ra 1.9 triệu rồi. Tiền con cái đi học mỗi tháng 4-5 triệu luôn á. Chưa kể tiền ăn uống á. Chưa tính tiền ăn uống. Ở giờ sao chị trèo chống hay vậy? Hả? Dây ngân hàng. Dây ngân hàng hả? Dây hết nhiêu à chị? Vỏn vẹn có 100 à. Dây 100. Trả mấy tháng? À, không, chị dây ngân hàng chính sách xã hội á. À. Thậm chí mới vừa đây là chị dây nguồn học sinh sinh viên hôm dịch đó. Mua cái điện thoại cho thằng lớn chị nó học online ở nhà đó. Ôi sao chị giỏi như vậy ta? Chị trả lại sao? Trả dây ngân hàng. Trả chị đóng lãi hàng tháng. Đóng lãi rồi khi nào có vốn trả đúng không? Đúng rồi, đóng lãi hàng tháng và gửi tiết kiệm. Một tháng như vậy mình phải gửi tiết kiệm vô. À, ví dụ như lãi hiện một tháng của chị là hiện tại là lãi 409.000. Và mình gửi tiết kiệm là chị có tiền thì mình gửi nhiều, không tiền thì mình gửi ít, nhưng phải từ 200 trở lên. Rồi cái đôi vai gầy vậy chứ gánh dữ lắm luôn á. Show MC nhiều. Làm show MC nè, vừa lột tôm nè, vừa làm bên ngân hàng chính sách nữa nè. Ai thuê gì làm đó luôn. Thuê gì làm đó. Ở đây mới nuôi nổi mấy đứa con của mình chị quá. Mới nuôi nổi mới hơn. Thật ra thì khi mà tiếp xúc với chị á thì thấy chị là một người
mọi người rất là vui vẻ, nhưng mà ở bên trong nó chắc nhiều đêm nó cũng có những giây phút thầm lặng hả chị ha. Nước mắt mình chảy ngược đi em. Dạ. Yeah. Vui vẻ quá. Nay đến đây chị cũng đã nước uống. Nãy giờ chị em tâm sự cũng nhiều rồi, thì em đến đây á, hôm nay cũng có cái tin vui cho chị. Thì hôm bữa chị có nói là đi lên thăm ông Tư đó, là chị có vay tiền để lên thăm ông Tư hả chị? Tại vì em thấy đó, thì sống mà ngày nào thì sống ngày nấy à, khi cần có một số tiền nhiều nào đó thì mình phải đi vay đi hỏi thôi. Cái đó là mình vay hay mình mượn? Vay em, tại vì mượn chị hết chỗ để mượn cái rồi. Cái đó là vay nóng hả? Vay một tháng 100.000, chịu tháng 100 em. Ví dụ bây giờ mình trả lại người ta có lấy lãi? Lấy lãi chứ, tính theo ngày. Là nhiêu à? Nếu lấy lãi thì mình tính theo ngày. Đâu chị hỏi tí xíu, chị hỏi tao giờ gửi trả cho chị cái lãi luôn chứ. Cái lãi chứ không nhiều đâu, từ bữa đó tới giờ mới có 10 ngày à? Mấy ngày cho nửa tháng đi thì 200 thì cũng chỉ có 100.000 tiền lãi rồi em, không có nhiều đâu. Thì em uống nước đi. Cũng có một chị Mạnh từ Quân ở Úc á, cũng nghe chị nói là vay tiền lên nhận ba của mình, thì chị rất là đồng cảm và cũng có hỗ trợ cho chị lại 2 triệu để trả cái tiền lại, cái tiền mượn đó để chị đỡ đóng tiền lãi ra. Thì hôm nay em đến đây trao cho chị luôn. Vay hẳn dài chắc có lẽ là cả 100.000 tiền lãi thôi, em thay mặt của chị Mạnh Thường Quân ở Úc giấu tên gửi cho chị 2 triệu để trả số tiền mà chị vay lên thăm Tư đó, với tiền lãi thêm 100 nữa em gửi cho chị luôn. Rồi chị cảm ơn em và cảm ơn chị giấu tên rất là nhiều ạ. Rồi thôi để cho nhẹ lòng, vì cô bác của anh chị á thương cái chữ hiếu của chị, gác hết mọi công việc và thậm chí là không hỏi thì không bao giờ biết rằng chị đã mượn tiền để mà đi nhìn nhận cha mình. Ai nói sao thì kệ, mình sống cái cuộc sống của chị vui vẻ là được rồi. Và tụi em tin chị và rất là thương chị nên phải từ xa lặn lội xuống tới này để chia sẻ cho cô bác của anh chị biết thêm về cái cuộc sống của mình. Đôi khi thì người ta không hiểu cái cuộc sống của mình đó, người ta lại nghĩ khác. Cho em coi. Đây là cái tập của con này hai Đăng? Dạ, của anh hai con. Của anh hai con. Để dưới này đây. Đi học không có bàn rồi gì sao viết bài? Con không nhớ con viết. Con không sớ, còn sao đâu? Có nghĩa là cái đóng chợ tập kia cũ ở dưới làm cái bàn. Ôi trời ơi. Rồi có muốn có cái bàn không? Dạ muốn. Muốn hả? Dạ. Tí đi mua được không? Không, có thể lấy cái gỗ này nè. Lấy gỗ này. Lát nữa chú sẽ tặng 2 cái bàn nhỏ nhỏ cho con ngồi viết bài. Đi ra chợ, chú chợ đấy ra chợ mua. Một cái thôi chú. Con với 2 thì chung được. Con cái anh con cái. Để đâu em? 2 anh em cái bên. Chịu không? Thôi một cái rồi là chú. Hả? Một cái rồi kìa. Sao 2 cái mà không chịu? Là lúc con với 2 cũng đâu có học chung đâu. Con đi xong tới 2 rồi. Bây giờ cho 2 cái mình nhận 2 cái chứ. Sợ tốn tiền hay gì? Nó là tiền cho chị đó. Tiền có mấy chú tặng. Sao đây sao? Chịu không? Chị lấy 2 cái ha. Dạ. Không chịu lấy trời. Hả? Tại sao mà sợ tốn tiền hả? Lấy gì cũng không đi đâu. Vậy hả? Hai con đâu đâu bài. Tối có đèn gì học không? Cái đèn ở trên đó thôi đó hả? Dạ. Đủ ánh sáng không? Nó đóng đèn học. Hư rồi. Hư rồi hả? Lớn lên học có muốn làm gì phụ mẹ không? Con cũng chưa biết. Dạ hả? Dạ. Con lớp 8 mà. Dạ. Cũng chưa biết làm gì phụ mẹ. Dạ. Nhưng mà con chưa nghĩ ra. Con chưa nghĩ ra. Nhưng mà theo con thì con sẽ làm gì phụ mẹ? Con mỗi ngày đi học được nhiêu tiền? Dạ 15. 15 ngàn. Dạ. Có ngày nào đi học không có tiền không? Thằng lúc con đi mẹ quên cho. 15 ngàn đủ ăn không? Dạ đủ. Đủ hả? Dạ. Với con học buổi chiều mua chai nước cũng. Dạ. Dạ. Con ở trên lớp học được loại gì?
Dạ trung bình. Trung bình. Thì này con trung bình. Tại con mới ra chuyển trường học không quen. Ừ. Dạ. Thấy ông ngoại gì buồn không? Dạ, cũng buồn. Dạ. Yeah. Thấy mẹ gì có lấy tuổi không? Không. Dạ. Yeah. Mẹ đi làm cực khổ từ sáng đến chiều luôn. Ha. Cũng thương ghê á. Rồi thôi chút xíu nữa ăn xong đi chú cùng với con đi ha. Mặc dù á là cái cuộc sống của chị Hường á vẫn còn đó những cái khó khăn, nhưng mà nghe nói một người khách lạ, một người khách xa từ ở nơi xa đến á thì sáng lật đật á thì anh Hưng ảnh vợ cua đem lên nè, mua thiếu luôn á. Với lại tôm, còn chị á thì phải từ sáng sớm mua những cái như là bún nè, rồi rau nè, rồi có cả nước nè. Ở này nhiều tiền lắm á. Có gì đâu mà nhiều. Nhưng mà tiền thì nó không quan trọng làm lại được, nhưng mà cái tình cảm á nó thiêng liêng lắm. Tiền á thì chị nói mà bữa nay mình làm không có, ngày mai mình làm có, nhưng mà có những cái tình cảm mà đã mất đi rồi là không kiếm lại được đâu em. Dạ. Cua này là cua Cà Mau luôn. Cua vuông Cà Mau luôn đó. Cà Mau thì chỉ cần thả con cua xuống thôi nó tự lớn à. Chính xác. Chỉ cần thả con cua giống là nó tự động nó. Chứ không có cho ăn thức ăn đâu. Không rồi, có cho ăn thức ăn gì hết. Rồi cảm ơn em với Đạt ha. Rồi. Cũng cảm ơn chị với lại anh Hưng đã cho em biết được một cái không khí ngay tại đất mũi này. Mà biết được cái tình của con người Cà Mau nữa. Nhưng mà trước khi ăn mà muốn ngon á phải nghe được cái bài hát là Áo Mới Cà Mau. Cà Mau. Dạ. Rồi nhân dịp á hai em là ở Đồng Tháp về đây để về đất mũi Cà Mau này thì thôi chị không có gì tặng hai em thì chị sẽ hát bài Áo Mới Cà Mau để mà tặng cho hai em. Nghe nói Cà Mau xa lắm ở cuối cùng bằng đồ thì làm gì xa không tới về để nói với nhau mấy lời. Suối mái chèo sông mông đông, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau. Xuồng ghe ngày đêm không ngớt, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Về cái nước đầm dơi, nghe ai ru câu ơi. Thương em đừng để duyên lỡ thời, tội nghiệp ghê nghe xác xe con tim tôi. Chừng nào về năm cân, nhớ nhau qua lại cũng gần. Một lần về U Minh, nghe mũi kêu nhớ rừng Cà Mau. Ồ, cua gặp đầy luôn kìa. Phải nói là thơm phương vứt luôn á. Đây là một cái bữa ăn khá là đặc biệt á, tại nhà của chị Hưng với lại anh Hưng nè. Cái món này rất là phổ biến ở miền Tây luôn, đó là bánh gỏi cuốn. Ở đây là có một cái bánh tráng, mình sẽ để cái rau lên đây. Cô bác quý anh chị mà ở nước ngoài á thì sẽ xem cái cảnh này sẽ rất là nhớ cái không khí của miền Tây, và đặc biệt là những ngày cận Tết như thế này. Cái này là rau thơm với lại díp cá với lại salad. Ăn rau nhiều, người ta nói đói ăn rau. Cái này là hẹ dường. Hẹ dường luôn hả chị hả? Hẹ dường luôn, nói chung là sáng chị mua rau dường không? Chị cũng không mua đầu chợ. Rồi sau đó mình sẽ để đây. Anh Sầm Hưng thì cho Bùi Hồ một cái con cua gạch luôn. Quấn nó không có đẹp lắm, nhưng mà cô bác quý anh chị thông cảm, cái này là quấn là số 1 luôn. Này là tôm đất thì cái thịt của nó ăn nó sẽ ngọt và nó mặc dù là nó nhỏ hả chị ha, nhưng mà thịt nó rất là ngọt, ngon luôn, rất là ngon, tức là để sống như vậy đó, rồi mình sẽ nước đá vô rồi tái chanh lên chấm với bù tạ. Còn tôm này là tôm sú hả chị ha? Tôm đó tôm thẻ. Tôm thẻ vuông. Nhiều loại quá em không nhớ được. Rồi, đây nè, đây mới là con sú. Nè, chứ con này mới là con sú, còn con này là con thẻ vuông nè. Thẻ thiên nhiên á. Thẻ vuông là thẻ thiên nhiên, còn thẻ chân trắng là thẻ người ta nuôi hầm.
là ta cho ăn. Còn bún, ở đây bún, là bún. Tất cả đều là thiên còn bún nữa hả? À còn bún nữa. Đây, bún nữa. Bún vào. Để cho cô bác thấy cái vị của miền Tây. Ồ cái gỏi cuốn này chất lượng dữ ta. Bây giờ. Cuốn này nếu mà chợ là cũng một cuốn chắc cỡ 15-20 ngàn cuốn à. Đó là nó. Nếu mà tôm của nàng. Nhưng mà nó chỉ có 3 con tôm thôi. Nó chỉ có 3 con tôm. Không, có nửa con tôm à. Nửa con mà cắt làm con gửi á. Đây là một gỏi cuốn nè. À là con gửi đó, cuốn đúng dạ. Rồi là con gửi đó. À, chấm vô một miếng nước mắm mần. Mời cô bác của anh chị ha. Đa số là đồ nhà nhưng mà của anh Hưng đồ đem ra. Bên em tính tấm sáng xuống đây á rồi về. Mình đâu biết chị với anh Hưng phải chuẩn bị như vậy đâu. Cái câu mà người Cà Mau dễ thương vô cùng là đúng nghĩa rồi. Ngon lắm. Rồi xin chào và hẹn gặp lại ha. À, người ra tiếng vào nó làm cho cái những người trong cuộc nó dễ thương lắm. Nó dễ đau lòng lắm chữ nó... dễ bị tổn thương lắm em. Dạ. Có những cái lời câu nói mà rất là đúng là mình rất là dễ tổn thương luôn á. Nhiều khi á mình á thì thật nhưng mà người ta không hiểu được thôi, mình cũng thông cảm. Thôi thì cũng em vô thăm hỏi anh Sầm Hưng cái cũng chạy mấy chục cây số hay lên đây để mà tiếp tụi em. Sao rồi. Chị điện chị kêu cua ở chỗ ngon hơn cua ở đây. Dạ. À. Rồi cảm ơn chị, chúc chị năm mới vui vẻ. Rồi cũng chúc hai em là dồi dào sức khỏe và chúc tất cả các mạnh thường quân năm nay một cái đón một cái mùa xuân là rất là an khang ấm cúng bên gia đình. Dạ. Dạ rồi. Cảm ơn chị.